Hey, rồi xin chào bạn trở lại video tiếp theo mình nha. Thì video này thì mình sẽ chia sẻ cho người về sự kiện mới đó, sự kiện vòng quay 12 ô để săn trang phục Esu giữa hàng thế, xem tầm của Manh Quân Huy để sở hữu trang phục này nha. Và trước khi vào video clip, mình có thể bỏ ra 10 giây 1 like, video đăng ký kênh, bình luận, video phía dưới cho mình. Bạn nào yêu quý mình hơn để chia sẻ video của mình tới bạn bè các bạn, để giúp kênh mình sớm đạt 100.000 lượt đăng ký nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Và như thế đây, mình có một cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ, các bạn có thể bớt chút thời gian, các bạn qua kênh Niran Stone mô hình này, mọi người đăng ký kênh, tiện thể mọi người có thể để lại cho mình một chút thời gian, mọi người like video này ủng hộ mình để giúp kênh của mình sớm lên một chút người đăng ký nha mọi người. Thì kênh này thì mình bán về mô hình đồ chơi ấy. Thì anh em nào có nhu cầu mua mô hình đồ chơi thì có thể là qua kênh này để ủng hộ mình nhé, các bạn xem được. Và hiện tại thì một số bạn thắc mắc là săn trang phục Esu giữa hạn là thế này tầm bao nhiêu quân huy thì có thể là sở hữu trang phục Esu nha. Và trước mặt mọi người là màn xuất hiện của trang phục Esu giữa hạn thế, thì một số bạn thắc mắc là anh ơi, sự kiện vòng quay 12 ô để sở hữu trang phục này thì tầm bao nhiêu quân huy. Thì bình thường ấy, để các bạn săn sự kiện ghép mảnh hoặc là những cái sự kiện khác ấy, thì theo quan điểm cá nhân ấy, của mình ấy, thì sự kiện sẽ ghép mảnh sẽ rẻ hơn là sự kiện vòng quay 12 ô một chút. Nhưng mà sự kiện ghép mảnh thì các bạn phải săn tầm khoảng 2 đến 3 trang phục trở lên thì các bạn mới rẻ. Còn nếu bình thường các bạn săn sự kiện ghép mảnh mà một có nghĩa là một skin thôi ấy, thì các bạn cũng xem tầm đấy cũng một tầm 1k2 đến 1k3 con huy. Còn nhiều khi là có thể là hơi nhiều hơn ấy, tại vì là sự kiện ghép mảnh thì các bạn có thể là nó bị hên xui một chút thì các bạn có thể là sở hữu sớm hơn thì sở hữu gọi là khó hơn một chút, kiểu như lâu hơn thì các bạn có thể là rơi tầm khoảng 1k6 con huy cũng có. Thế nếu mà bạn nào muốn chắc ấy, thì mình khuyên các bạn nên tham gia sự kiện vòng quay 12 ô này. Thì các bạn thời gian sự kiện ra từ ngày 13 tháng 10 cho ngày 19 tháng 10, mọi người sẽ có tầm khoảng 6 hôm mọi người tham gia sự kiện là một tuần. Thì khi mọi người tham gia sự kiện ấy, mắc của sự kiện vòng quay 12 ô này chỉ có tầm khoảng 1.400 bao nhiêu con huy lẻ lẻ, 1.418 con huy là mười mấy con huy thôi hay là hai mấy con huy thôi là các bạn có thể là sở hữu trong Esu sứ giả tận thế này. Đó, tầm 1k4 con huy mà các bạn sở hữu chắc chắn trong Esu sứ giả tận thế này thì mình thấy là khá là hợp lý. Còn nếu anh em nào mà muốn đợi sự kiện ghép mảnh ra mà các bạn săn 3 trang phục 2S các bạn trở lên ấy, thì các bạn nên đợi sự kiện ghép mảnh nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà các bạn phải săn tầm 2 đến 3 trang phục trở lên thì để sở hữu được 2 trang phục ấy thì các bạn chỉ cần tầm khoảng cho mình tầm khoảng 1k8 con huy hoặc là đến 1k6 con huy là các bạn đã sở hữu 2 trang phục. Còn nếu bạn nào muốn sở hữu 3 trang phục 3 trang phục 2S hữu hạn ấy, sự kiện ghép mảnh hữu hạn ấy, thì các bạn sẽ săn cho mình tầm khoảng 2k8, 2k6 đến 2k8 con huy là các bạn có thể sở hữu được 3 trang phục rồi. Thế nên là mình nếu anh em nào mà đợi được ấy và các bạn săn 3 trang phục trở lên ấy, thì các bạn cứ đợi cho mình sự kiện ghép mảnh. Còn nếu anh em nào muốn chắc cú ấy, chỉ săn mỗi trang phục Esu sứ giả thế này thôi thì các bạn sẽ nạp sự kiện này mắc là 1.400 con huy. Bạn nào may mắn hơn thì có thể sở hữu tầm khoảng 1.000 con huy cũng có hay là vài trăm con huy cũng có, nhưng mà hiếm lắm anh em, mà cùng lắm là các bạn săn tầm khoảng 1k2 con huy thôi. Thế nên là để sở hữu được trang phục này rẻ thì mình nghĩ là sự kiện vòng quay 12 ô thì khẳng định các bạn luôn, ví dụ tầm khoảng 20 bạn săn thì đến 18 bạn săn là săn full, còn đâu còn lại là các bạn săn đến tầm khoảng ô thứ 11 gì đó. Đó, thế nên là mình khuyên các bạn là cứ nạp cho mình tầm khoảng ngoái 1k4 con huy. Thì hiện tại thì anh em nào có nhu cầu nạp con huy sạch vì tìm ra rẻ thì các bạn sẽ liên hệ qua số Zalo mình 0359188642 nhé. Thì khi các bạn nạp con huy trên kênh mình ấy, thì mình đảm bảo các bạn để con huy sạch Zalo cung cấp 100% mặt uy tín các bạn bán nhé. Và như thế đây thì mình sẽ chia sẻ cho người về trang bị bảng ngọc huy hiệu để có thể đánh tốt vị tướng Esu của chúng ta vào mùa S3 năm 2024 nhé. Đó, thì mọi người đừng quên like, chia sẻ video clip của này ủng hộ mình để mình thêm động lực làm video hơn nha. Thì thứ nhất là về ngọc bảng ngọc ấy, thì ngọc đỏ người sẽ lên cho mình 10 viên tỷ lệ chính mạng, ngọc tím người sẽ lên cho mình 5 viên hút máu và từ lại ui. Và tiếp theo là 5 viên còn lại, ngọc tím còn lại người sẽ lên cho mình 5 viên tốc đánh chạy, ngọc đục người sẽ lên cho mình 10 viên công một lý của xuyên giáp nha. Về phù hiệu ấy, thì mình sẽ mang phù hiệu luyện kim cho vị tướng Esu này. Tiếp theo là về trang bị, thì trang bị đầu tiên thì mình sẽ lên một cái trang bị đó là giày tăng tốc đánh, sau đó thì mình sẽ lên kiếm Muramasa, sau kiếm Muramasa thì mình sẽ lên con trang bị đó là kiếm Phoenix, sau kiếm Phoenix thì mình sẽ lên trang bị nhanh, và sau trang bị nhanh thì mình sẽ lên song đao bắt tát ở đâu phức hợp kiếm, sau phức hợp kiếm thì mình sẽ lên trang bị UQM, sau phức hợp kiếm thì mình sẽ lên con trang bị đo giáp vệ sinh nha. Thì đó là trang bị khá là chuẩn cho Esu này đó. Thì theo quan điểm cá nhân của mình ấy, thì từ đợi một chút, bây giờ mình dập lính đã, dập xong rồi về anh em ạ. Cứu em kiểu gì Zuka cũng nhảy mình đó, kiểu gì nó cũng biết mình trong bụi mà.
Bây giờ mình sẽ đứng lên hỗ trợ đội ngũ nha. Bắn này, bắn từ xa nhé. Lính đã, không thì mất hai con lính liền. Đấy, nhưng ngay mà Zuka cũng lừa trực bắt mình thôi anh em. Đó, Zuka nhảy chiêu cuối xong rồi này, dùng chiêu thức xong rồi này. Quay lại bắn, một bắn này, hai bắn này, một mạng này. Tiếp theo, nào. Hai mạng luôn. Được hai mạng ngon rồi anh em. Đấy, nhiều khi là các bạn bắn trượt ấy, thì các bạn sẽ là sử dụng đòn đánh thường. Tại vì đánh thường của Eosu, mặc dù là các bạn thấy nào, kiểu là các bạn thấy đánh thường ấy, Eosu rất là chậm, nhưng mà cái lượng sát thương gây ra cũng rất là đau. Đấy, tại vì Eosu không có chip sát thương chip mạng, tất cả sát thương chip mạng sẽ chuyển thành công quản lý. Thế nên là các bạn bắn tay rất là đau, nó bắn lực cực kỳ lực luôn. 800 là lượng sát thương này, vì sao các bạn bắn tầm khoảng 1.500 đến 2.000 sát thương cũng có. Cứu em anh ơi. Người tôi đồ châu đấy nhỉ. Rất tiếc được mạng của mình anh em ạ. Thì trang của Eosu giữ dạng thế là trang phục mình thấy là khả năng là đẹp nhất của Eosu ấy đấy. Đấy, theo quan điểm cá nhân của mình là Eosu trang phục này đẹp nhất. So với những trang phục kia thì mình thấy Eosu này nó trông nó kiểu, nó rất là kiểu công nghệ ấy mọi người. Những trang phục kia thì nó kiểu màu mè mà mình cũng thích. Đấy, những cái trang phục nào mà kiểu nó bắn như Eosu này nó kiểu nó càng sắc nét, nó kiểu nó bắn như kiểu là viên đạn, nó bắn thanh thoát hơn ấy. Trang phục kia nhiều khi là các bạn thấy là nó kiểu màu mè quá, các bạn bắn nhiều khi là mình cũng thích, đúng không? Hay theo quan điểm cá nhân của mình thôi. Còn nếu anh em nào mà muốn sở hữu những cái trang phục rẻ hơn ấy thì các bạn có thể mua trang phục 2S kia thì mình thấy là khá ok. Không cũng không ở trong đây này. Cái đấy anh em bắn chiêu hai của chúng thì các bạn có đánh thường thôi, kẻ địch áp sát các bạn này kích hoạt là đánh thường một chiêu cuối để chạy thôi. Đây Yuzuka này đánh thường này, Yuzuka này cũng kịp bắn chiêu hai thì các bạn cứ bắn thường thôi. Hiện tại mình được 3 mạng rồi, hỗ trợ 5 mạng. Xa đúng bắn chúng chúng đó, mọi người thấy mình bắn chuẩn chưa? Bây giờ mình sẽ đặt dỡ cái bụi này, tại vì kiểu gì cũng không hay ra cái bụi này để dình bắt mình mà anh em. Thế là mình phải đặt đường trạng ngay. Không. Ôi, không bắt được anh em. Team mình thì đẩy kiểu đẩy đường hơi kém anh em, thế nên là kiểu lợi thế toàn về nghiêng cái bạn thôi. Mình thì không nên mình đẩy được, tại vì là mình thứ nhất là mình kiểu mình chỉ có chiêu cuối để chạy thôi. Nên là mất chiêu cuối cái là thôi. Nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Từ bây giờ mình sẽ đứng đây đã. Đặt tiêu trạm này, được bắn lại, bắn lại. Trời ơi, né rồi anh em, Kuru đánh đau phết anh em ạ. Bắn này, ối 3.000 sát thương rồi anh em. Đừng còn lại để giúp đỡ cho cũng nha. Nào, Zuka này bắn thường này, bắn thường này. Ui giời ơi, đặt chiêu cuối rồi. Dù cả ui vẫn chờ rồi nha. Không nha, té thôi anh em. Tiếp tục quay trở lại đặt tình trạng tiếp, tại vì kiểu gì cũng không hay đi qua đây mà, nên là mình cứ phải đặt tình trạng trước. Bộ không này, chạy rồi anh em ạ. Đánh trụ thôi anh em. Bây giờ mình sẽ đứng đi ép trụ nhé. Vừa rồi bị không đánh được anh em ạ, tại vì tầm này thì rất là khó đánh. Tại mình được 3 mạng, hỗ trợ 8 mạng luôn anh em, toàn hỗ trợ thôi. À hỗ trợ 6 mạng đi. À 8 anh em. Bắn này. Cứu gì từ xa rồi anh em. Ôi trời ơi anh em ơi, cứu em. Ui, bắn 3 bên trượt cơ 3 rồi anh em. Thôi, bình tĩnh. Thôi, không đánh được thì ta đánh thường vậy. Đánh thường này, 2, 3, 4, 5 này, ui chịu rồi. Đi bạn là cây xã châu quá. Thôi anh em ơi, cứu em. Chịu rồi.
thì bạn là cái xa châu quá anh em. Tôi bắn bắn Toro này, bắn Toro một mạng này, bắn thường thôi anh em ơi. Trời ơi, thì bạn vào đông quá không bắn chúng nè. Rồi dọn lính trước. Ôi từ cả đông tua rồi. Thôi sao, và sau đây thì mình sẽ dừng lại clip đây. Và chào các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo. Bye bye.